Bây giờ chúng ta sẽ sang cái video số 3. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập kê đơn cho những cái bệnh nhân mà bị tăng cholesterol máu. Thì anh xin nhắc lại với các em hai cái slide trước khi mà chúng ta đi vào luyện tập cùng kê đơn. Cái slide thứ nhất á, là cái slide về cường độ của statin. Có rất là nhiều các cái statin, nhưng mà anh đã nói cho các em là các em không cần phải nhớ cái đoạn statin ở dưới này. Chỉ cần nhớ hai loại thôi, đó là atorvastatin và rosuvastatin. Bởi vì hai loại này là hai loại duy nhất nó có hàm lượng statin ở cường độ cao. Cho nên các em cứ gạch hết cái statin dưới này đi, không cần phải nhớ. Các em cũng không cần phải nhớ cái ostatin ở cường độ thấp bên này. Rất rất ít khi chúng ta sử dụng cả cái statin ở cường độ thấp. Thông thường chúng ta sẽ sử dụng statin ở cường độ trung bình hoặc là cao. Cường độ cao thì thường là dùng trong dự phòng thử phát, tức là những cái bệnh nhân đã có các cái bệnh lý mạch máu do xơ vữa bên dưới. Còn cường độ trung bình thì thông thường là người ta dùng trong cái dự phòng tiến phát. Thì cường độ cao cũng có thể được sử dụng trong dự phòng tiến phát nếu như mà bệnh nhân có cái chỉ số ASCVD score rất là cao, trên 20%, hoặc là trường hợp mà bệnh nhân có LDL rất là cao, trên 190 mg trên decilit, tức là 4.9 mmol trên lít. Atorvastatin cường độ cao thì 40 đến 80 mg một ngày, hoặc là nếu mà cường độ trung bình thì là 10 cho tới 20 mg một ngày. Còn rosuvastatin cường độ cao là từ 20 cho tới 40 mg một ngày, còn cường độ trung bình là 5 cho tới 10 mg một ngày. Có thêm một cái thông tin nữa anh còn nói trong cái video về dược lý, đó là thông thường thì bệnh nhân mà sử dụng statin thì em thường khuyên bệnh nhân là uống trước khi đi ngủ, bởi vì cái thuốc này nó ức chế cái quá trình tổng hợp của cholesterol. Mà thông thường thì cholesterol nó được tổng hợp lúc đói, tức là khi mà bệnh nhân không có ăn gì, cho nên là nó sẽ hoạt động tốt nhất là vào buổi tối trước khi bệnh nhân đi ngủ. Thì thêm một cái slide nữa anh nhắc lại cái slide tổng kết trong cái video số 2. Đây là cái slide quan trọng nhất và nó sẽ bao phủ tất cả những cái tình huống lâm sàng mà chúng ta sẽ thảo luận trong cái video này. Thì cái liệu pháp statin thì chúng ta chia thành hai trường hợp. Trường hợp 1 là bệnh nhân đã có cái bệnh lý tim và mạch máu do xơ vữa. Trong trường hợp này em sẽ phải chỉ định statin cường độ cao với aspirin để mà đưa cái LDL xuống dưới 70 mg trên decilit hay là 1.8 mmol trên lít. Nếu như mà em đã sử dụng statin cường độ cao mà vẫn chưa đưa được á, thì em dùng thêm ezetimibe. Và cuối cùng là thuốc ức chế PCSK9 nếu mà chưa đạt được mục tiêu. Nếu như mà bệnh nhân chưa có bệnh lý tim và mạch máu do xơ vữa, nếu bệnh nhân từ 0 cho tới 39 tuổi thì hầu như là các em không cần điều trị, chỉ cần khuyên bệnh nhân thay đổi lối sống. Nếu mà LDL mà từ 190 mg trên decilit trở lên, tức là 4.9 mmol trên lít trở lên, thì em bắt đầu khởi phát và điều trị với statin cường độ cao. Mục tiêu của chúng ta là đưa LDL xuống dưới 100 mg trên decilit hay là 2.6 mmol trên lít. Nếu mà em dùng statin cường độ cao mà vẫn chưa đạt được mục tiêu thì em dùng thêm cái ezetimibe, sau đó là dùng thêm cái PCSK9 nếu như bệnh nhân chưa đạt được mục tiêu. Nếu bệnh nhân đái tháo đường 40 đến 75 tuổi thì em có thể sử dụng chiến lược đó là nhắm mắt và chỉ định, tức là em có thể chỉ định statin cường độ trung bình mà không cần theo dõi, không cần nhìn vào bất cứ yếu tố gì khác thì cũng được, hoặc là không thì các em theo cái sơ đồ của anh, tức là anh sẽ nhìn vào cái chỉ số ASCVD dưới 20% thì anh dùng cái statin cường độ trung bình với chiến lược là prescribe it and leave it alone, tức là điều trị và không cần phải theo dõi gì thêm. Hoặc là nếu mà bệnh nhân có ASCVD mà từ 20% trở lên á, thì anh sẽ cho bệnh nhân sử dụng statin cường độ trung bình hoặc cao, với mục tiêu là đưa LDL xuống dưới 50% so với giá trị ban đầu, hoặc là 100 mg trên decilit. Nếu mà chúng ta khởi phát bằng cường độ trung bình mà vẫn chưa đưa được cái mức này thì chúng ta sẽ tăng lên cường độ cao. Sau đó có thể bổ sung thêm ezetimibe nếu mà chưa đạt được mục tiêu. Còn trong trường hợp này ít khi mà chúng ta sử dụng cái PCSK9, đưa vào chỉ là mang tính chất lý thuyết. Nếu mà bệnh nhân mà từ 40 cho tới 75 tuổi không bị đái tháo đường, LDL dưới 190 mà trên 70, thì chúng ta sẽ tính chỉ số là ASCVD. Nếu mà dưới 7.5% thì thay đổi lối sống. Trên 20% thì chúng ta điều trị giống như trong trường hợp của đái tháo đường bên này, tức là khởi phát điều trị với statin cường độ trung bình hoặc cao để đưa LDL xuống dưới 100 mg trên decilit, bổ sung ezetimibe, có thể bổ sung PCSK9 nhưng mà không cần thiết.
từ 7.5 cho tới 19.9 thì chúng ta sẽ sử dụng cái Ridge Enhancer. Nếu như bệnh nhân có Ridge Enhancer thì em sẽ cho bệnh nhân điều trị statin cường độ trung bình rồi leave it alone. Còn mà không có cái Ridge Enhancer thì em sẽ thảo luận bệnh nhân không cần điều trị, nhưng nếu bệnh nhân mà vẫn lưỡng lự thì em cho làm chỉ số canxi mạch vành. Nếu vẫn không thì không điều trị. Nếu mà từ 0 cho tới 99 thì chúng ta cân nhắc điều trị. Nếu mà trên 100 thì chúng ta khuyến cáo điều trị nha. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng tình huống số 1. Bác A năm nay 50 tuổi, tiền sử là uống rượu, hút thuốc, đái tháo đường, tăng huyết áp, không tuân thủ điều trị, BMI 35, nhập viện là vì liệt tay bên trái và chân trái. Huyết áp là 140/90 mmHg, CT scan sọ não thì không thấy gì đặc biệt, MRI thì thấy hình ảnh nhồi máu não của vùng bao trong bên tay phải, vùng bao trong là một cái vùng ở trên não. Xét nghiệm lipid máu như sau, em hãy kê đơn cho bệnh nhân. Như vậy trong trường hợp này là bệnh nhân bị nhồi máu não là một cái, và họ có cái yếu tố nguy cơ, tức là họ có đầy đủ các cái yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim mạch do xơ vữa, cho nên bệnh nhân này bị nhồi máu não là do bệnh lý xơ vữa động mạch. Tức là trong trường hợp này là bệnh nhân đã bị cái bệnh lý tim mạch máu do xơ vữa có biểu hiện lâm sàng, tức là clinical ASCVD, hay nói chính xác hơn thì bệnh nhân này có một mạng xơ vữa và nó đã bong ra và nó hình thành cục máu đóng và nó làm cho bác A bị đột quỵ. Hay nói chính xác hơn là bác A đã bị một biến cố tim mạch máu lớn. Các em hiểu không? Cho nên trong trường hợp này, các em có cần phải nhìn vào cái xét nghiệm lipid máu để mà chỉ định thuốc điều trị lipid máu cho bác A, chỉ định statin cho bác A hay không? Câu trả lời là sẽ không cần nha. Anh để cái xét nghiệm lipid máu vào như vậy thôi, cho vui vậy thôi. Nhưng mà các em không cần phải nhìn vào đó để mà chỉ định thuốc điều trị tăng cholesterol cho bệnh nhân. Chúng ta sẽ khởi phát điều trị, chúng ta sẽ khởi trị liệu pháp statin cho bác A bất kỳ LDL là như thế nào. Như vậy, statin cường độ nào? Thì chắc chắn là cường độ cao. Chúng ta kết hợp gì nữa không? Dĩ nhiên là chúng ta sẽ kết hợp aspirin nha. Trong trường hợp dự phòng thử phạt, chúng ta phải có aspirin 81mg trên ngày. Ví dụ nha, atorvastatin 40mg trên ngày hoặc là rosuvastatin 20mg trên ngày kết hợp với aspirin 81mg trên ngày. Uống bao lâu? Chúng ta sẽ uống suốt đời nha. Theo dõi như thế nào? Thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân theo dõi lipid máu mỗi 1 đến 3 tháng. Thì anh còn nói là anh chọn con số 6 tuần là kiểu giống như là vậy thôi, còn em có thể linh động là từ 1 đến 3 tháng. Mục tiêu là LDL sẽ là phải dưới 70mg trên decilit hay là 1.8mmol trên lít. Nếu không đạt mục tiêu thì sao? Thì các em bổ sung thêm ezetimibe 10mg trên ngày. Sau đó nếu không đạt được mục tiêu nữa thì sao? Các em sẽ bổ sung thêm Evolocumab hoặc là Arilocumab, tức là các cái thuốc ức chế PCSK9 nha. Các em thấy nó cũng đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ đi tất cả các cái tình huống lâm sàng và các em sẽ thấy mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Tình huống 1B, bác A 50 tuổi, tiền sử uống rượu hút thuốc, tức là anh lấy y chang như cái tình huống của bác A. Tình huống 1, bác A 50 tuổi, tiền sử uống rượu, hút thuốc, đái đường, tăng huyết áp, không tuân thủ điều trị, BMI 35, nhập viện vì nhồi máu não vùng bao trong bên phải, xét nghiệm lipid máu như sau, em hãy kê đơn cho bệnh nhân. Cái tình huống này nó khác với cái tình huống số 1 ở chỗ là anh thay đổi cái chữ LDL ở đây là 130mg trên decilit, bây giờ anh chuyển nó lại thành 60mg trên decilit. Thì câu hỏi là chúng ta có điều trị cho bác A hay không? Như chúng ta có thảo luận là chúng ta mục tiêu của chúng ta là đưa LDL xuống dưới 70mg trên decilit, tức là 1.8mmol trên lít. Nhưng mà ở bệnh nhân này, cái chỉ số này đã dưới 70mg trên decilit rồi. Vậy câu hỏi của anh là các em có chỉ định statin cho bệnh nhân này hay không? Thì anh hy vọng các em sẽ trả lời cho anh là bất kể LDL của bệnh nhân này như thế nào nha. Thì như anh đã nói trên, các em sẽ kê đơn statin cường độ cao cho bệnh nhân mà không cần phải nhìn vào cái chỉ số LDL của bệnh nhân, các em nhớ không? Dĩ nhiên là mình có nhìn nhưng mà nó sẽ không thay đổi quyết định điều trị của các em nha. Cái này nó dự phòng tiến phát trong trường hợp là bệnh nhân không có đái tháo đường mà tuổi từ 40 đến 75 á. Thì nếu LDL mà dưới 70mg trên decilit á, thì mình không điều trị. Anh nhắc lại cái slide này nè. Trong trường hợp mà dự phòng thử phạt á, thì
bắt buộc các em sẽ sử dụng statin mà các em không cần phải nhìn vào cái chỉ số LDL. Trong trường hợp đái tháo đường, các em bắt buộc phải sử dụng statin mà các em không cần phải sử dụng nhìn vào cái chỉ số LDL. Nhưng nếu bệnh nhân mà từ 40 đến 75 tuổi không bị đái tháo đường mà chỉ số LDL mà dưới 70, thì trong trường hợp này thì các em sẽ không cần phải điều trị. Nha. Chỉ có đây là cái trường hợp ngoại lệ thôi. Cho nên cái trường hợp của bạn B, của bạn A đấy, mặc dù LDL dưới 60mg trên decilit, nhưng mà bạn thuộc vào cái nhóm là dự phòng thử phát. Cho nên trong trường hợp này bắt buộc các em phải điều trị mà không cần phải nhìn vào con số LDL. Vậy nếu mà con số LDL 60mg trên decilit, tức là dưới 70mg trên decilit, thì điều này nó có ý nghĩa gì hay không? Thì nó có ý nghĩa đó là nó làm cho cái công việc của các em nó dễ dàng hơn thôi. Tức là trong trường hợp này bệnh nhân đã đạt được cái mục tiêu mà trước khi mà em khởi phát điều trị này, cho nên các em không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà các em bắt buộc phải điều trị cho bệnh nhân, các em nhớ chứ? Trường hợp này nếu mà em mà điều trị cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ hỏi lại em là tại sao cholesterol của họ bình thường mà em còn kê cái thuốc hạ cholesterol cho họ làm gì nữa. Thì trong trường hợp này em phải giải thích cho bệnh nhân kỹ nhé. Tại vì những cái trường hợp giống như thế này là những cái trường hợp có khả năng cao á, là họ sẽ ngưng thuốc giữa chừng. Với lại á, khi mà các em đọc câu hỏi, các em sẽ thấy là bệnh nhân này có tiền sử là không tuân thủ điều trị nữa. Cho nên rất có khả năng cao là bệnh nhân này là cái nhóm bệnh nhân mà họ sẽ ngưng thuốc giữa chừng. Cho nên em sẽ phải giải thích kỹ trước khi mà khởi phát điều trị nhé. Không thôi họ sẽ không tuân thủ điều trị. Thì em sẽ nói với họ là em kê statin mặc dù đây là một cái thuốc hạ lipid máu, nhưng mà mục đích chính của em á, là để em làm giảm cái nguy cơ các cái biến cố tim và mạch máu trong tương lai, chứ không phải là đơn thuần là để mà làm giảm cái chỉ số LDL này xuống dưới một cái mức bình thường. Phải xác định rõ với bệnh nhân là trong trường hợp này bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc đến suốt đời, trừ khi bệnh nhân có tác dụng phụ nhé, để họ có tăng cái khả năng bệnh nhân này tuân thủ điều trị. Về cái slide đáp án giống y chang như đáp án số 1, statin cường độ cao aspirin tầm 1, điều trị suốt đời, theo dõi LDL mỗi 6 tuần cho đến khi nào nó dưới 70. Nếu không đạt điều trị thì nếu không đạt được mục tiêu thì em cho ezetimibe, sau đó kết hợp arilocumab hoặc là evolocumab, tức là thuốc ức chế PCSK9. Chúng ta sang tình huống số 2. Bác B năm nay 50 tuổi, tiền sử uống rượu, hút thuốc, đái tháo đường, tăng huyết áp, không tuân thủ điều trị BMI 35, đến khám với em là vì triệu chứng đi lại khó khăn. Bác bảo thời gian gần đây đi chừng khoảng 100m là bắt đầu thấy cái bắp chân bên phải nó bắt đầu đau, và nghỉ ngơi thì nó hết đau nhưng mà đi lại thì nó đau trở lại. Khoảng thời gian đi được sau khi nghỉ ngơi thường nó ngắn lại dần. Siêu âm động mạch chi dưới thì thấy hẹp động mạch khoeo bên phải là 50%. Xét nghiệm lipid máu như sau, em hãy kê đơn cho bệnh nhân này. Thì trong trường hợp của bạc B thì nó cũng giống như là bạc A. Chúng ta thấy là bạc B đã bị cái triệu chứng của bệnh lý bạch mẫu ngoài vi. Thì chúng ta sẽ kê đơn cho bạc B là y chang như là chúng ta kê đơn với cho bạc A, tức là statin cường độ cao với aspirin 81mg trên ngày. Điều trị suốt đời, mục tiêu LDL dưới 70. Nếu không đạt được mục tiêu thì kết hợp ezetimibe hoặc là PCSK9 nhé. Trường hợp số 3, bạc B năm nay 50 tuổi, tiền sử uống rượu, hút thuốc, đái đường, tăng huyết áp, không tuân thủ điều trị BMI 35, đến khám với em vì triệu chứng đau ngực khi gắng sức. Bác khai là dạo gần đây mỗi lần mà đi làm nóng, gắng sức một chút xíu thì cảm thấy đau trước ngực giống như là con voi đang ngồi đè lên ngực mình vậy. Đây là một cái triệu chứng rất là điển hình của cơn đau thắt ngực ổn định. Nghỉ ngơi xíu thì hết đau, EKG bình thường, stress test tức là cái test gắng sức cho thấy là hình ảnh thiếu máu có phục hồi ở vị trí chi phối của động mạch liên thức trước. Bác sĩ tim mạch chỉ định chụp mạch van thì thấy hẹp động mạch liên thức trước 50%, không có chỉ định đặt stent. Em xét nghiệm lipid máu của bệnh nhân, em sẽ làm gì cho bệnh nhân này? Thì mấy bệnh nhân của anh Toàn là những người hút thuốc lá, đái đường, tăng huyết áp và không tuân thủ điều trị. Thì hy vọng các em nhận ra đây là chính là những cái yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim và mạch máu do sơ vữa. Chúng ta điều trị thuốc statin cho bệnh nhân, nhưng mà anh có phân tích trong cái video số 2 á, thì điều trị statin á, nó chỉ là một phần trong cái chiến lược điều trị toàn diện để mà giảm cái nguy cơ biến cố tim mạch cho bệnh nhân thôi. Cho nên bên cạnh cái điều trị statin cho bệnh nhân á, thì các em cũng sẽ phải kiểm soát tất cả những cái yếu tố nguy cơ khác.
Thậm chí việc kiểm soát những yếu tố nguy cơ đó nó còn hiệu quả hơn so với là điều trị statin rất là nhiều nha. Cho nên ví dụ như trong trường hợp của bác B như thế này, bác bị tăng huyết áp, em là phải làm sao kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân, bác bị đái đường em làm sao phải kiểm soát đường máu cho bác, và làm sao phải khuyên bác ngừng thuốc lá thì may ra thì bác mới sống lâu được. Chứ còn nếu mà em kê đơn statin đơn thuần không mà bác vẫn cứ hút thuốc là ngày hai gói thì cái nguy cơ mà bác bị cả cái biến cố tim mạch trong tương lai nó vẫn cao như bình thường, nó giảm chút xíu sau khi em khởi phát điều trị statin nhưng mà nó vẫn rất là cao, cho nên hầu như là không hiệu quả, em hiểu không? Cho nên phải kiểm soát tất cả những cái yếu tố nguy cơ khác kết hợp với statin thì mới ra nó mới hiệu quả. Như vậy trong trường hợp này thì chúng ta có bạn B là bạn bị cơn đau thắt ngực ổn định, đây là một cái dạng bệnh lý của tim mạch máu do xơ vữa, và hiện tại cái mảng xơ vữa của bạn nó chưa vỡ ra nhưng mà nó sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào và nó sẽ gây cho bạn cái biến cố tim và mạch máu lớn. Có nghĩa là bạn B bây giờ chúng ta sẽ có cái chỉ định là điều trị dự phòng thử phát để mà làm giảm cái nguy cơ của những cái biến cố tim và mạch máu đó trong tương lai. Thì điều trị cũng tương tự như vậy nha, statin cường độ cao với aspirin điều trị suốt đời LDL dưới 70 kết hợp với ezetimibe và PCSK9 nếu mà chưa đạt mục tiêu. Thì mấy tình huống sau đây nó cũng tương tự như vậy cho nên anh sẽ nói nhanh. Tình huống 4 là bác C 50 tuổi, tiền sử uống rượu, hút thuốc, đái đường, tăng huyết áp, BMI 35, đến phòng cấp cứu vì đau ngực dữ dội, lúc đang ngủ, hiện vẫn còn đau. Bạn được cho nitroglycerin ở phòng cấp cứu nhưng không thể đỡ, EKG thấy ST trên 23, chuyển đầu 2, chuyển đầu 3 và AVF. Troponin tăng cao, nội tim mạch hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định heparin và được chụp động mạch vành cấp cứu, thải hẹp ở động mạch vành phải, bệnh nhân được hút huyết khối và được đặt một cái stent ở động mạch vành phải và xét nghiệm lipid máu như sau. Em hãy kê đơn cho bệnh nhân. Thì bác C là bạn bị cái nhồi máu cơ tim có ST chính, được chụp mạch vành, được đặt stent, thì đây là một cái biến cố tim và mạch máu do xơ vữa và bạn sẽ có chỉ định statin và aspirin, statin cường độ cao và aspirin giống như trường hợp của bạn A và bạn B. Thì em sẽ kê đơn cho bạn là atorvastatin 40 hoặc rosuvastatin 20 kết hợp với aspirin. Mục tiêu đưa LDL xuống 70, nếu mà không xuống được thì em dùng thêm ezetimibe, sau đó chuyển sang sau đó bổ sung thêm alirocumab hoặc là evolocumab. Thì mỗi khi mà bệnh nhân có nhồi máu cơ tim có đặt stent hoặc không đặt stent thì thông thường là chúng ta sẽ phải chỉ định một cái liệu pháp gọi là liệu pháp chống ngưng tập tiểu cầu kép, viết tắt của nó là DAPT, Dual Antiplatelet Therapy, trong vòng ít nhất là 1 năm nha. Tại vì cái stent mà nằm trong mạch máu của bệnh nhân thì đó là một cái vật vật lạ và nó sẽ có rất là nhiều cái nguy cơ hình thành cái cục huyết khối trong đó, cho nên trong vòng 1 năm đầu á, bệnh nhân sẽ phải sử dụng hai thuốc chống ngưng lập tập tiểu cầu trong vòng 1 năm. Sau đó thì nếu mà bệnh nhân muốn thì em có thể ngưng cái clopidogrel này đi và tiếp tục cái aspirin đến suốt đời nhé. Cho nên ở đây á, là cái điều trị của bác sĩ thì bạn cần thêm một cái thuốc chống ngưng tập tiểu cầu thứ hai, đó chính là clopidogrel. Biệt dược của nó là Plavix, liều lượng của nó thường là 75 mg. Sau 1 năm thì em ngưng cái thuốc này đi và tiếp tục aspirin và cái statin cường độ cao. Hy vọng chúng ta sẽ có một cái video chúng ta sẽ nói thêm nhiều về những cái bệnh lý về mạch vành. Chúng ta sang ví dụ số 5. Bác sĩ tiên sử uống rượu, hút thuốc, đái tháo đường, tăng huyết áp, không tuân thủ điều trị, đến khám phòng khám của em, bạn không có triệu chứng gì cả, thăm khám lâm sàng thì thấy có một cái tiếng thổi thâm thu nhẹ hai bên cổ, siêu âm thì thấy hẹp động mạch cạnh bên trái là 60%, bên phải là 50%, xét nghiệm cholesterol như sau, em chỉ định thuốc cho bệnh nhân. Nãy giờ chúng ta có rất là nhiều cái bảng này nhưng mà chúng ta hầu như không bao giờ nhìn vào nó cả nha, anh hy vọng các em hiểu và các em cũng không cần nhìn. Thì như vậy chúng ta đang có một bệnh nhân là bị hẹp động mạch cạnh hai bên, thì như vậy cái điều trị cho bạn thì anh thấy anh nghĩ là dễ rồi đúng không? Nhưng mà cái này slide này anh sẽ nói cho các em thêm một chút về hẹp động mạch cạnh. Thì vị trí mà thường hay gây hẹp của động mạch cạnh thì đó chính là cái vị trí chia đôi của động mạch cạnh thành động mạch cạnh cạnh trong và động mạch cạnh ngoài. Thì cơ chế nó cũng do cái tình trạng xơ vữa mà ra.
Thì như anh nói về các em trong cái video số 1, số 2 á, thì thông thường hẹp động mạch cảnh á, nếu như mà cái mạch sơ vữa này nó ổn định á, thì bệnh nhân hầu như là không có cái triệu chứng gì cả. Bởi vì chúng ta có hai cái động mạch cảnh ở hai bên, nó đi vào bên trong não, nó thông với nhau thông qua cái động mạch não trước và động mạch nền. Cho nên nếu mà nếu mà một bên cái động mạch cảnh này nó bị hẹp á, thì động mạch cảnh bên kia nó sẽ cung cấp máu cho bệnh nhân. Có những cái bệnh nhân mà thậm chí mình thắt một cái động mạch cảnh vào một bên á, thì bệnh nhân vẫn sống bình thường không sao cả, tại vì cái hệ thống mạch máu mà cấp máu cho não á, nó rất là nhiều và dồi dào. Thậm chí là hai cái động mạch đột sống ở phía sau á, nó cũng lên và nó cũng cấp máu nữa, cho nên là nó rất là nhiều máu cung cấp cho não. Cho nên nếu mà tắt luôn cả một cái động mạch cảnh một bên á, thì bệnh nhân cũng chẳng có triệu chứng gì cả. Thông thường á, nếu mà chúng ta nói về cái triệu chứng của hẹp động mạch cảnh á, thì thường là người ta nói khi mà cái mạc sơ vữa tại cái vị trí này nó bị bong ra và nó hình thành cục huyết khối. Thì khi mà nó hình thành cục huyết khối thì nếu mà nói về vật lý dòng máu nó chảy á, thì cũng chẳng gây ra cái triệu chứng gì cả nếu như mà cái cục huyết khối này nó nằm yên tại chỗ này. Nhưng mà nếu như mà cái cục máu đông này á, mà nó trôi theo cái dòng máu trôi theo động mạch cảnh trong, nó lên trên não á, thì nó sẽ gây ra nhồi máu não. Cho nên nếu mà người ta nói cho các em là hẹp động mạch cảnh có triệu chứng, thì ý là người ta đang nói về các em là bệnh nhân bị nhồi máu não, chứ không phải là các cái triệu chứng liên quan tới giảm tuyến máu não nhé. Tại vì ít khi mà có hẹp động mạch cảnh mà gây ra giảm tuyến máu não. Trong điều trị thì người ta sẽ chia bệnh nhân thành hai nhóm. Một nhóm là không có triệu chứng, tức là bệnh nhân không có bệnh nhân khi mà có cái mạc sơ vữa nó ổn định. Còn một nhóm á, thì gọi là nhóm động mạch cảnh có triệu chứng, tức là khi mà cái mạc sơ vữa này nó vỡ ra, nó hình thành cục huyết khối và nó chạy lên trên não và gây ra tắc mạch não, rồi gây ra đột quỵ thiếu máu não. Nếu như mà bệnh nhân mà hẹp động mạch cảnh mà không có triệu chứng á, thì trong trường hợp này thông thường là người ta phát hiện tình cơ, ví dụ như là trong trường hợp của bác C chẳng hạn, tình cơ em nghe thấy một cái tiếng thổi ở động mạch cảnh, sau đó em siêu âm động mạch cảnh thì thấy hẹp động mạch cảnh. Thì nhóm này á, là nếu như mà bệnh nhân bị hẹp động mạch cảnh dưới 70% á, thì thường là chúng ta không có làm gì cả, chúng ta chỉ kiểm soát yếu tố nguy cơ thôi, nó chỉ cảnh báo cho chúng ta biết là bệnh nhân này có cái bệnh lý đã có cái bệnh lý tim và mạch máu do xơ vữa bên dưới, và khả năng bệnh nhân này bị một cái biến cố tim mạch máu do xơ vữa trong tương lai nó rất là cao. Cho nên trong trường hợp này là các em sẽ phải kiểm soát tất cả các cái yếu tố nguy cơ, và trong trường hợp này bệnh nhân sẽ có chỉ định là statin cường độ cao và aspirin. Còn trong trường hợp mà hẹp động mạch cảnh trên 70% thì trong trường hợp này thì người ta có quyền có thể là có hai đáp án, có thể là có hai sự lựa chọn. Nếu mà bệnh nhân họ không có muốn tái thống thì em cho bệnh nhân sử dụng statin hoặc aspirin. Còn nếu như mà bệnh nhân muốn tái thống thì trong trường hợp này là em cho sử dụng statin aspirin kết hợp với tái thống động mạch cảnh. Trong tái thống động mạch cảnh thì người ta có hai phương pháp, một là đặt stent động mạch cảnh và hai là phẫu thuật cắt bỏ lớp nội mạc động mạch cảnh. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân mà hẹp động mạch cảnh có triệu chứng á, ví dụ như mà bệnh nhân hẹp 100% thì trong trường hợp này á, là chúng ta cho bệnh nhân sử dụng statin cường độ cao, aspirin và điều chỉnh yếu tố nguy cơ. Trong trường hợp bệnh nhân hẹp từ 70 cho tới 99% á, thì trong trường hợp này là người ta có chỉ định tái thông động mạch cảnh và dĩ nhiên là cũng phải kết hợp với statin cường độ cao và aspirin. Trường hợp này khác với cái trường hợp bên này không triệu chứng á, thì anh nói là bên trường hợp không triệu chứng thì tùy bệnh nhân, nếu bệnh nhân muốn tái thông động mạch cảnh thì mình làm, tức là cả bên này là không không gọi là không có khuyến cáo tuyệt đối. Nếu bệnh nhân muốn thì tái thông, nếu bệnh nhân không muốn thì chỉ cần sử dụng statin và aspirin thôi, các em hiểu không? Còn bên có triệu chứng á, thì người ta khuyến cáo là nên tái thông động mạch cảnh nha. Thì có hai phương án là tái thông bằng cái phương pháp là đặt stent, là và tái thông bằng phương án là phẫu thuật cắt bỏ nội mạc mạch máu. Còn nếu như mà hẹp dưới 70% á, thì chỉ cần điều chỉnh yếu tố nguy cơ và statin cường độ cao. Thì nó tóm lại trong điều trị hẹp động mạch cảnh thì dù có triệu chứng hay không có triệu chứng, statin cường độ cao và aspirin vẫn là chỉ định đầu tay nhé. Thì thường người ta sẽ tranh cãi là xem thử hai phương án này thì phương án nào nó tốt hơn. Thì nói chung trong hầu hết các cái trường hợp thì người ta khuyên là nên tiến hành phẫu thuật bóc tách cái lớp nội mạc động mạch cảnh. Tại vì
Duckstand á, thì Duckstand ở mạch cảnh á, đây là một cái thủ thuật nó rất là khó và nó rất là dễ gây ra các cái biến chứng. Tại vì khi mà chúng ta trước khi Duckstand thì thông thường là các bác sĩ ở bên khoa can thiệp mạch máu á, thì họ sẽ dùng một cái bọng để người ta nóng cái mạch cảnh, động mạch cảnh ra, sau đó người ta sẽ đặt một cái stand vào. Thì cái thủ thuật như thế này nó rất là dễ làm cho cái mảng xơ vữa nó bong ra, rồi nó sẽ trôi lên trên và gây ra nhồi máu não. Cho nên cái nguy cơ mà nhồi máu não sau thủ thuật đặt stent động mạch cảnh á, thì thường là nó rất là cao, cho nên người ta mới khuyến cáo là nên tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên thì cũng không có tuyệt đối, có nghĩa là nếu như mà bệnh viện của em mà có một cái chuyên gia can thiệp thần kinh giỏi á, thì bệnh nhân nên được đặt stent. Còn nếu như mà bệnh viện em có một cái thầy bên ngoài lồng ngực giỏi thì các em có thể cho bệnh nhân tiến hành phẫu thuật bóc tách lớp nội mạc. Thì đây là cái hình, ví dụ đây là cái hình các em thấy là người ta đặt stent, tức là người ta đưa một cái quai lên, rồi người ta có một cái bong bóng ở trong này, cái stent ở bên ngoài cái bong bóng, rồi sau đó người ta sẽ bơm hơi vào trong cái bong bóng này, cái stent nó sẽ bong ra. Còn phẫu thuật bóc tách lớp nội mạc là người ta sẽ cắt cái động mạch cảnh này, rồi người ta lấy cái mảng xơ vữa này ra, sau đó người ta khâu lại nhé. Thì thủ thuật bên này, đây là một cái thủ thuật có nguy cơ biến chứng rất là cao. Tóm lại thì bác A của chúng ta là bác bị hẹp động mạch cảnh không triệu chứng dưới 70%. Thì trong trường hợp này chủ yếu là chúng ta điều trị nội khoa cho bác thôi. Chúng ta sẽ kê cho bác statin cường độ cao aspirin 81 mg, điều trị bao lâu suốt đời, LDL mục tiêu dưới 70. Nếu không đạt được thì bổ sung ezetimibe, sau đó là elironkumab hoặc là evolocumab. Đó sang ví dụ tiếp theo, đó là tình huống của bác D 50 tuổi, tiền sử uống rượu hút thuốc, tăng huyết áp, không tuân thủ điều trị. Đến khám với em là vì triệu chứng đau bụng khi ăn, nội soi đường tiêu hóa trên và tiêu hóa dưới đều không thấy gì bất thường, CT scan bụng cũng không thấy gì bất thường. Em cho bệnh nhân chụp CT scan mạch máu ở bụng á, thì thấy là bệnh nhân hẹp ở vị trí của động mạch mạc treo trang dưới. Can thiệp mạch máu được hội chẩn và bệnh nhân được đặt một cái stent ở động mạch mạc treo trang dưới. Xét nghiệm lipid máu em hãy kê đơn cho bệnh nhân. Thì cũng tương tự như vậy, đây là một cái trường hợp bệnh nhân đã bị cái bệnh lý mạch máu ngoại viên vi do xơ vữa nhé. Thì hy vọng các em nhớ về cái tên của cái triệu chứng này, họ gọi là intestinal angina, dịch sang tiếng Việt là cơn đau thắt ruột nhé, theo cách dịch của anh. Còn các em có thể dịch gì tùy các em. Thì nó cũng tương tự như các cái trường hợp khác, sẽ phải chỉ định statin cường độ cao về aspirin, đưa LDL xuống dưới 70 mg trên decilit, kết hợp với ezetimibe hoặc là PCSK9 nếu như bệnh nhân chưa đạt được mục tiêu. Chúng ta sang tình huống số 7. Bạn gái 50 tuổi, tiền sử uống rượu hút thuốc, đã đường tăng huyết áp, không tuân thủ điều trị, bị triệu chứng cơn đau di lạc cách hồi cách đây 1 năm, đến phòng cấp cứu vì triệu chứng đau bắp chân phải dữ dội. Khám thấy thì chân phải nó lành hơn so với chân trái, động mạch mu chân bên phải không bắt được. Chụp CT scan mạch máu thì thấy tắc hoàn toàn động mạch khéo ở bên phải. Can thiệp mạch máu được hội chẩn và bệnh nhân được chụp mạch máu và hút huyết khối khẩn cấp, và đặt một cái stent vào động mạch stent và đặt một cái stent vào cái động mạch khéo ở bên phải. Xét nghiệm lipid máu như sau, em hãy kê đơn cho bệnh nhân. Như vậy thì nói chung cũng khá đơn giản nha. Thì chúng ta cũng có tương tự như ở trên, nhưng mà ở đây đã có điểm khác biệt là tại vì chúng ta có đặt cái stent vào trong cái mạch máu ngoại vi, cho nên bạn nên được điều trị bằng liệu pháp chống ngưng tập tiểu cầu kép DAPT, tức là gồm có aspirin và clopidogrel trong vòng ít nhất 1 năm. Sau đó chúng ta có thể ngưng cái clopidogrel và cho bệnh nhân chỉ cần sử dụng aspirin và statin cường độ cao đến suốt đời nha. Như vậy chúng ta đã xong những cái tình huống dễ, tức là những cái tình huống dự phòng thử phát. Bây giờ chúng ta sẽ sang một số cái tình huống nó khó hơn chút xíu, nhưng mà anh nghĩ chắc chắn là các em cũng sẽ thấy nó đơn giản vô cùng. Chúng ta có tình huống số 8, bệnh nhân E tục 50 tuổi, tiền sử uống uống rượu hút thuốc, đái đường, tăng huyết áp, không tuân thủ điều trị, BMI 35, nhập viện vì nhồi máu cơ tim, có ST9, bạc được đặt một cái stent vào động mạch liên thất trước. Em chỉ định cho bạn là atorvastatin 40 mg trên ngày, aspirin 81 mg trên ngày, clopidogrel 75 mg trên ngày, và dặn bạn là tái khám sau 6 tuần. Kết quả lipid máu của bạn E thời điểm nhập viện và 6 tuần ở phía dưới này. Em đánh giá về mức độ tuân thủ điều trị thì bạn khẳng định là mặc dù bạn có tiền sử không tuân thủ điều trị, nhưng mà lần này là bạn vẫn uống thuốc theo đúng chỉ định,
và không có bỏ lỡ liều nào hết. Bạn dùng nạp thuốc rất là tốt và không than phiền gì về tác dụng phụ cả. Em sẽ làm gì tiếp theo? Thì chúng ta sẽ thấy kết quả lipid máu ban đầu và 6 tuần sau như thế. Thì như vậy, bạn E bị nhồi máu cơ tim, đúng chưa? Và em chỉ định cho bạn là statin cường độ cao và aspirin nha. Trong trường hợp này là bạn có thêm cái stent nữa, cho nên em cho bạn dùng thêm cái clopidogrel 81 mg, và em sẽ phải dùng cái liệu pháp chống ngưng tập tiểu cầu kép trong vòng ít nhất 1 năm. Và bây giờ bạn quay trở lại thì em xét nghiệm thì thấy LDL nó giảm xuống là 100 mg/dL. Như vậy là đã đạt được mục tiêu chưa? Chưa, đúng không? Cho nên trong trường hợp này chúng ta sẽ phải làm gì đó để mà đưa cái LDL xuống dưới 70 mg/dL nhé. Bây giờ là nó chỉ mới là 100 mg/dL thôi. Như vậy trong trường hợp này em thấy là bạn đang uống cái atorvastatin 40 mg, thì mặc dù đó là cái cường độ cao nhưng đó chưa phải là liều cao nhất. Cho nên trong trường hợp này á, nếu như mà các em nghe ở những cái đoạn ở phía dưới thì có vẻ như là chúng ta sẽ bổ sung ezetimibe, đúng chưa? Nhưng mà hiện chúng ta vẫn chưa dùng cái liều tối đa của atorvastatin cho bệnh nhân. Cho nên bước này đó là anh nghĩ chúng ta nên thử tăng liều của cái atorvastatin cho bác E trước. Sau đó cho bác tái khám sau 6 tuần nữa rồi mình tính tiếp. Các em thấy hợp lý không? Nhưng mà nhớ nhắc bác E là liều cao của atorvastatin thì nó liên quan nhiều hơn đến các cái tác dụng phụ, cho nên nhớ là dặn bạn là theo dõi các cái tác dụng phụ. Các em còn nhớ hai tác dụng phụ quan trọng của statin không? Đó chính là hủy cơ và tăng men gan nha. Chúng ta sẽ nói nhiều trong cái video số 4 về hai cái tác dụng phụ này. Cho nên cái đơn thuốc mới của bạc A là chúng ta bạc E là chúng ta sẽ tăng cái atorvastatin lên 80 mg một ngày. Anh sẽ kê cho bạn là 60 viên, tức là 2 tháng. Ngày 1 viên vào buổi tối, aspirin 81 mg và clopidogrel 75 mg, và dặn bạc tái khám. Em uống đơn thuốc của em, bạc dùng nạp thuốc rất là tốt, không có đau cơ hay là mắt nhìn vàng gì cả, cho nên em không cần phải xét nghiệm CK hay là men gan. Bạc tuân thủ điều trị và không có bỏ lỡ cái liều statin nào hết. Hiện là bạc đang uống là atorvastatin 80, aspirin 81 và clopidogrel 75. Xét nghiệm lipid máu hiện tại như sau, em sẽ xử lý tình huống này tiếp theo như thế nào. Thì trong trường hợp này em thấy là bạn đã dùng cái liều tối đa của atorvastatin là 80 mg rồi, nhưng mà bạn vẫn chưa đạt được cái LDL mục tiêu. Hiện là LDL của bạn là 90 mg, mình mong muốn nó là dưới 70 mg, tức là 1.8 mmol/L. Cho nên trong trường hợp này em sẽ phải bổ sung ezetimibe nha. Liều lượng của ezetimibe 10 mg/ngày và không cần chỉnh liều nha. Như vậy đơn thuốc của bạn E sẽ là 80 mg, atorvastatin 80 mg/ngày, aspirin 81, clopidogrel 75, em bổ sung ezetimibe 10 mg và dặn bạn E tái khám sau 6 tuần rồi chỉnh thuốc tiếp. Nhớ là con số 6 tuần em có thể chuyển thành 1 đến 3 tháng tùy em. Bạn E quay lại như thường lệ, bạn tuân thủ điều trị không bị tác dụng phụ gì của thuốc. Xét nghiệm lại lipid máu kết quả như sau. Em hãy kê đơn cho bạn E. Thì như vậy mặc dù bạn E đã tuân thủ điều trị nhưng mà bạn E vẫn không đạt được mục tiêu nha. Thì nếu mà em tin bạn E thì chúng ta sẽ tiếp tục nha. Còn nếu không thì cần phải xem lại có thử bạn có tuân thủ điều trị hay không. Thì nếu mà trong trường hợp này chúng ta có bạn khẳng định là bạn đã tuân thủ điều trị mà vẫn không có đang sử dụng gì, đang sử dụng atorvastatin 80 mg/ngày và ezetimibe 10 mg/ngày, thì anh hy vọng các em sẽ nói cho anh biết chúng ta sẽ bổ sung PCSK9 cho bệnh nhân này nha. Trong ví dụ này thì anh sẽ sử dụng cái evolocumab với biệt dược là repatha nha. Thuốc này dùng dạng tiêm, chúng ta sẽ cho bệnh nhân tiêm giữa giá, giống như tiêm insulin vậy thôi. Một hộp như thế này thì có hai cái bút, nha. Tiêm giữa giá mỗi 2 tuần, cho nên một cái hộp như thế này bệnh nhân sẽ dùng được 1 tháng. Cái bút này nó rất là lãng phí, tại vì tiêm xong cả là bệnh nhân vứt. Vậy đơn thuộc Repatha thì các em nhớ cái liều không? Tức là 140 mg, chúng ta sẽ tiêm giữa giá mỗi 2 tuần.
Cho nên đơn thuốc của bác là atorvastatin 80 mg một ngày, aspirin và tầm 1, clopidogrel 75, ezetimibe 10 mg và mình bổ sung repatha 140 mg, kê 8 cây hoặc 4 cây tùy em, tiêm mỗi giữa giá mỗi 2 tuần và chúng ta sẽ tiếp tục cho bạn tái khám sau 6 tuần. Và đây là kết quả sau 6 tuần bạn E quay lại với em. Các em thấy như thế nào? Tuyệt vời luôn đúng không? Tại vì bây giờ LDL của bạn đã giảm xuống dưới 70 mg trên decilit, cho nên trong trường hợp này em không cần phải cho bệnh nhân tái khám thường xuyên nữa. Em sẽ cho bạn tái khám sau 6 tháng cho tới 1 năm rồi cho bạn thử lại lipid máu nha. Nhưng mà giả sử như trong trường hợp này anh để cái con số này là 75 hoặc 80 chẳng hạn, nghĩa là bạn vẫn chưa đạt được mục tiêu sau khi mà em đã cho bạn dùng hầu như là tất cả những thuốc mà em có rồi, thì trong trường hợp này chúng ta còn phương án nào nữa không? Thì chúng ta còn một cái phương án cuối cùng, đó là lọc huyết thanh, là plasmapheresis. Thì đây là một cái phương pháp để mà chúng ta lọc cái nhiều bệnh một số bệnh nhân á, mà khi mà họ có LDL rất là cao mà họ dị ứng với statin chẳng hạn, mà họ cũng không có tiền để mà họ dùng cái evolocumab chẳng hạn, thì trong trường hợp này chúng ta có cái phương án gọi là plasmapheresis, tức là lọc huyết tương, sẽ lấy cái huyết tương của bệnh nhân ra và lọc hết đi cái LDL. Và đây là cái phương án cuối cùng, ít được sử dụng trên lâm sàng nhưng mà có sử dụng trên lâm sàng dành cho những người mà không đạt được mục tiêu hoặc là dị ứng với những cái phương án điều trị mà chúng ta có nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cả cái tình huống của dự phòng tiếng Pháp. Thì chúng ta có cái tình huống đầu tiên, bệnh nhân A 35 tuổi, khỏe mạnh, đến khám tổng quát với em, tiên sử bản thân và gia đình không có gì đặc biệt, bệnh nhân không có triệu chứng gì, thăm khám lâm sàng không thấy gì đặc biệt, xét nghiệm công thức máu, em làm gì tiếp cho bệnh nhân A? Chúng ta có 4 đáp án. Tính chỉ số ISCVD score là tính tiếp, atorvastatin 20 tức là cường độ trung bình và atorvastatin 40 cường độ cao hay là thay đổi lối sống. Như vậy trong trường hợp này chúng ta có một bệnh nhân 35 tuổi nha, có LDL tăng cao hơn so với bình thường. Và nếu như mà bệnh nhân dưới 40 tuổi thì thông thường chúng ta sẽ làm gì? Thông thường chúng ta sẽ không có điều trị ngoài trừ 2 trường hợp. Nha, các em nhớ không? Trường hợp thứ nhất đó là LDL nếu như mà nó trên 190 mg trên decilit, tức là 4.9 mmol trên lít á, thì các em điều trị. Và trường hợp thứ hai các em có thể cân nhắc điều trị, đó là những bệnh nhân mà từ 20 cho tới 39 tuổi có tiền sử gia đình bị bệnh lý tim mạch lúc trẻ tuổi, tức là dưới 55 tuổi đối với nam và 65 tuổi đối với nữ, và LDL từ 160 mg trên decilit trở lên, tức là 4.1 mmol trên lít trở lên, thì các em có thể cân nhắc điều trị, nhưng các em không cần phải điều trị nhé. Trong trường hợp này các em có tính chỉ số ASCVD score được không? Thì chúng ta sẽ qua cái trang web của họ rồi chúng ta sẽ thử. Các em bỏ cái tuổi bệnh nhân vào số 35 thì họ có cho không? Họ sẽ không cho, tại vì trong cái trang web này á, người ta chỉ đánh giá chỉ số này đối với những người mà từ 40 cho tới 75 thôi. Ví dụ anh điền tất cả những cái thông tin vào đi. Chẳng hạn vậy anh, mấy con số anh bìa ra thôi. Thì nó cũng sẽ không có hiện ra cho các em về cái chỉ số ASCVD nếu như mà em đưa cái tuổi của bệnh nhân là dưới 40 nha. Cho nên trong trường hợp này không cần phải tính chỉ số ASCVD score cho bệnh nhân. Và chúng ta sẽ không làm gì cho bệnh nhân cả. Khuyên bệnh nhân là thay đổi lối sống nha. Chúng ta tiếp tục với tình huống tiếp theo. Bệnh nhân A, 35 tuổi, khỏe mạnh, đến khám tổng quát với em, tiền sử gia đình và bản thân không có gì đặc biệt, bệnh nhân không có triệu chứng gì, thăm khám lâm sàng không có gì đặc biệt, xét nghiệm lipid máu như sau, em sẽ làm gì cho bệnh nhân? Chúng ta cũng có 4 phương án như vậy. Như vậy trong trường hợp này cũng là một bệnh nhân dưới 40 tuổi, cho nên các em sẽ không cần tính ASCVD score, tại vì lúc này muốn tính thì cũng không được. Và trong trường hợp bệnh nhân này chỉ có khác cái trường hợp bệnh nhân ở phía trước thôi, đó là anh đưa cái LDL này trên 190 mg trên decilit, thì các em biết là mình phải làm gì rồi đúng không?
thì nguy cơ bệnh lý tim và mạch máu do xơ vữa của những cái bệnh nhân này nó sẽ rất là cao, cho nên trong trường hợp này các em sẽ phải cho bệnh nhân sử dụng statin cường độ cao luôn mà không cần phải suy nghĩ gì cả nha, tại vì cái nguy cơ của họ trong trường hợp này sẽ rất là cao. Cho nên đáp án trong trường hợp này sẽ là đáp án C. Chúng ta sẽ chỉ định atorvastatin 40 mg cho bệnh nhân hoặc là rosuvastatin 20 mg. Mục tiêu là chúng ta đưa cái LDL xuống dưới 100 mg trên decilit, tức là 2.6 mmol/L. Nếu không đạt được mục tiêu thì chúng ta bổ sung cái ezetimibe, sau đó sang cái arilocumab hoặc là evolocumab, nhưng mà ít khi chúng ta sử dụng mấy cái thuốc này cho dự phòng tiến phát nhé. Và nhớ chú ý thêm là phải gửi bệnh nhân đi đánh giá về cái bệnh tăng cholesterol có tính chất di truyền nhé. Rồi, tiếp tục em chỉ định atorvastatin cho bệnh nhân và bệnh nhân quay lại đánh giá với em sau 6 tuần. LDL vẫn cao nên em tăng cái statin lên 80 mg một ngày và dặn tái khám sau 6 tuần nữa. Bệnh nhân tuân thủ điều trị và không có tác dụng phụ. Kiểm tra lipid mẫu kết quả hiện tại như sau. Em sẽ làm gì tiếp theo nha? Thì hiện tại thì cái giá trị này nó là 160 mg trên decilit, có nghĩa là nó vẫn là trên 100 mg trên decilit. Cho nên trong trường hợp này em phải kết hợp thêm thuốc nha. Em phải kết hợp thêm ezetimibe 10 mg. Rồi sau đó cho bệnh nhân tái khám sau 6 tuần. Nếu không đạt được mục tiêu nữa thì em kết hợp repathai vào nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục với tình huống số 10. Bác A 78 tuổi đến khám với em lần đầu, tiền sử tăng huyết áp, hiện đang uống amlodipine 10 mg một ngày, hút thuốc lá nửa gói một ngày trong vòng 40 năm. Bác không có triệu chứng gì, thăm khám không có gì đặc biệt, huyết áp 130/80, xét nghiệm lipid máu. Em làm gì tiếp theo? Em có đáp án chưa? Như vậy bác A trên 75 tuổi nha, con nhớ gì về cái liệu pháp statin cho bệnh nhân trên 75 tuổi không? Đó là hầu như liệu pháp statin không có lời nha. Và nếu em muốn tính chỉ số ASCVD score, ví dụ 76, nó cũng không cho nha. Too high, please change to proceed. Cho nên trong trường hợp này, hầu như statin không có lời. Ngoài trừ hai trường hợp, đó là dự phòng thử phát, tức là nếu như mà bác A có bệnh lý tim và mạch máu do xơ vữa bên dưới, hoặc là bác đã uống statin trước lúc 75 tuổi thì em tiếp tục nha. Như vậy trong trường hợp của bác A, trong trường hợp này chúng ta không điều trị gì được cả, dặn bác về thay đổi lối sống, ngưng hút thuốc và tiếp tục uống thuốc huyết áp nha. Chúng ta sang tình huống số 11. Bác A 50 tuổi, nam giới, đến khám với em lần đầu, tiền sử không có gì đặc biệt, không hút thuốc, huyết áp 130/80. Hiện bác không có uống thuốc gì cả và xét nghiệm lipid máu như sau. Em làm gì tiếp theo cho bác A? Em có thể ngưng video và các em có thể tự trả lời câu hỏi rồi sau đó xem đáp án của anh. Như vậy bác A có chỉ số LDL cao, nhưng mà nếu mà nhìn một cách tổng thể thì anh không thấy bác có yếu tố nguy cơ gì của bệnh lý tim và mạch máu do xơ vữa cả, ngoài trừ tuổi. Và bác nằm trong độ tuổi là từ 40 cho tới 75 tuổi, cho nên trong trường hợp này, chúng ta sẽ phải đánh giá chỉ số ASCVD score cho bác, xem thử là bác có chỉ số là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ nhớ 50 tuổi, không hút thuốc, huyết áp 130/80, 190 và 40. 50 tuổi. Tiền sử đái tháo đường không, giới nam, không hút thuốc, 190, 40, huyết áp bao nhiêu, 130, có điều trị tăng huyết áp không, không, chủng tộc khác. Vậy như vậy nhìn vào cái ô dưới này, chúng ta thấy là cái biến cố tim và mạch máu do xơ vữa của bạn á, trong vòng 10 năm tới gồm có đột quỵ và nhồi máu cơ tim á, thì nó chỉ có là 4.2% thôi, dưới 7.5%, cho nên trong trường hợp này, nguy cơ này gọi là thấp, và chúng ta không có cần điều trị gì cho bạn hết nha. Ở đây á, thì khi mà các em đọc, á, ví dụ anh ví dụ thôi, đó là ví dụ có hút thuốc và đái đường, khi có hút thuốc, có đái đường và không hút thuốc đi. Khi mà các em đọc cái con số này và các em đọc cái khuyến cáo bên này á, thì cái khuyến cáo bên này nó không có chính xác, tại vì cái khuyến cáo bên này là dựa vào cái nghiên cứu
dựa vào cái khuyến cáo năm 2013, thì hiện tại thì chúng ta không có sử dụng cái khuyến cáo năm 2013 nữa nhé, cho nên các em đừng có đọc cái này. Ok, thì như vậy bạn An của chúng ta có chỉ số ASCVD score là 4.2%, nguy cơ này là thấp, cho nên chúng ta không có điều trị, chỉ có khuyên là thay đổi lối sống nhé. Tiếp, tình huống số 12, bác A 50 tuổi, nam giới, đến khám với em lần đầu, tiền sử không có gì đặc biệt, bác hút thuốc lá một gói một ngày trong vòng 20 năm, huyết áp là 130 đến 80. Bác hiện là không có uống thuốc gì cả, xét nghiệm lipid máu như sau. Giá trị bình thường là như thế, giá trị của lipid máu của bác. Các em thử tính đi. Như vậy, tương tự như tình huống trên thì anh chỉ có thấy là không hút thuốc thành hút thuốc thôi. Thì chuyện không hút thuốc thành hút thuốc, không bị đái tháo đường. Thì chúng ta sẽ có chỉ số ASCVD score của bệnh nhân này là 9.2% nhé. Thì bên này họ khuyên như thế này, anh nói là không, hoặc họ khuyên là statin cường độ trung bình hoặc cao, bởi vì yếu tố nguy cơ 10 năm là trên 7.5%, thì cái này là khuyến cáo năm 2013 nhé, không có em không cần đọc cái đó. Thì anh cho các em hai tình huống giống nhau, chỉ có khác là hút thuốc. Thì cũng để nhắc lại một lần nữa nhé, cái điều mà anh đã nhắc trong cái video số 2 đó là hút thuốc lá nó làm tăng cái nguy cơ bệnh lý tim và mạch máu của bệnh nhân lên rất là nhiều nhé. Hồi nãy mình thấy không hút thuốc là chỉ có 4.2 thôi, bây giờ có tới 9.2, nên cao hơn gấp đôi luôn. Cho nên không cần biết là mình điều trị gì cho bệnh nhân, các em cứ khuyên bệnh nhân bỏ thuốc lá thôi là bệnh nhân họ họ giảm nguy cơ này rất là nhiều rồi. Và bỏ thuốc lá nó hiệu quả hơn, rất là hơn bất cứ cái bệnh cái thuốc nào mà em điều trị cho bệnh nhân, em hiểu không? Cho nên thuốc không phải là cái gì mà gọi là to tát, cái thay đổi lối sống nó mới là mà thứ quan trọng. Nên trong trường hợp của bác A thì chúng ta có điều trị statin cho bác A hay không? Thì trong trường hợp này là chúng ta có một bệnh nhân có cái chỉ số ASCVD là từ 7.5 cho tới 19.9%. Và bệnh nhân có nguy cơ như vậy, gọi là nguy cơ trung bình. Thì trong trường hợp này em sẽ phải ngồi xuống và thảo luận với bác A, xem thử là bác có muốn điều trị hay không. Thì giống như anh đã nói trong cái video trước, em sẽ phải nói cho bác A biết là lợi ích của bác á, đó là bác có thể giảm được chừng 20 cho tới 30% nguy cơ bệnh lý tim mạch trong vòng 10 năm tới, nhưng mà cái này nó chẳng nhằm nhò gì so với việc bỏ thuốc lá hết. Và tác hại của nó là bác sẽ phải dùng cái thuốc này trong thời gian dài và khả năng là dùng suốt đời nhé, và có thể bị tác dụng phụ của thuốc, tương tác thuốc vân vân. Nhưng mà lợi ích của việc không điều trị á, đó là bạn không có bị tác dụng phụ của các cái thuốc này, không bị tương tác thuốc, không phải uống thuốc liên tục trong vòng mấy chục năm, nhưng không giảm được cái nguy cơ bệnh lý tim mạch, em hiểu không? Thì em ngồi em thảo luận, mà nếu bạn thấy muốn điều trị thì mình điều trị, không muốn điều trị thì thôi. Và một thứ nữa là các em có thể sử dụng để mà các em gọi là định hướng bạn còn nên điều trị hay không điều trị, đó là gì? Đó là cái gọi là người ta gọi là risk enhancer nhé, nhớ nhé. Thì các em có thể sử dụng thêm cái yếu tố làm tăng nguy cơ này để mà thảo luận với bạn. Yếu tố làm tăng nguy cơ là những cái yếu tố khi mà nó có thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ cao hơn vì bệnh lý tim mạch. Thì những cái yếu tố này là gồm có, thứ nhất là tiền sử gia đình bị bệnh lý tim và mạch máu do xơ vữa ở lúc trẻ. Nam giới thì định nghĩa là dưới 55 tuổi, nữ giới là dưới 65 tuổi. Thứ hai á, là tăng cholesterol với LDL là từ 160 cho tới 189 mg trên dl, là tức là từ 4.1 cho tới 4.8 mmol trên lít. Và thứ ba là những người mà có hội chứng chuyển hóa. Thứ tư là những người bị suy thận mãn, những người mà có các cái bệnh lý mà viêm màng tính giống như là vẩy nến, viêm khớp dạng thấp, lupus hoặc là bệnh HIV, hoặc là những người mà nữ mà có liền mạng kính, tức là xin lỗi, mạng kính sớm, tức là những người mà mạng kính dưới 40 tuổi, hoặc là những người mà bị các cái bệnh lý mà liên quan tới mang thai và được chứng minh là nó làm tăng cái nguy cơ bệnh lý tim và mạch máu do xơ vữa sau này, ví dụ như là tiền sản giật, hoặc là những người có nguồn gốc Nam Á.
hoặc là những cái marker sinh học, ví dụ như là triglyceride nó lớn hơn 175 mg/dL non-fasting, tức là lúc mà bình thường chứ không phải là lúc đói. Và persistently, tức là nếu mà mình xét nghiệm nhiều lần mà nó vẫn tăng như vậy thì mình sẽ, đây được gọi là một cái risk enhancer. Còn những cái dưới này ít khi mình làm, nhưng mà nếu có làm, chứ không bắt buộc các em phải làm, đó là tăng cái hsCRP trên 2.0 mg/lít, hoặc là tăng cái lipoprotein A nhỏ nha, cả cái, có mình có lipoprotein A lớn và lipoprotein A nhỏ, thì người ta gọi là tăng nếu như mà nó từ 50 mg/dL trở lên, hoặc là 125 nanomol/lít trở lên, hoặc là ApoB từ 130 mg/dL trở lên, hoặc là chỉ số huyết áp cổ chân cánh tay dưới 0.9. Những cái này họ gọi là nếu có đó, chứ không nhất thiết là các em phải chỉ định nhé. Nếu mà bệnh nhân có một trong những cái yếu tố này thì các em sẽ khuyên bệnh nhân là nên điều trị, và nếu như mà không có thì các em khuyên là không nên điều trị. Thì rõ ràng bệnh nhân của các em là bạc á ở đây, bạc không có cái yếu tố nào trong cả cái yếu tố trên cả, cho nên tùy em và bạc thảo luận nếu bạc muốn điều trị hay không điều trị. Nhưng em sẽ có xu hướng là em sẽ khuyên bạc là không cần điều trị. Nhưng mà nếu bạc còn lưỡng lự, bạc nói cái chỉ số này nó 9.2%, nó cũng cao so với bạc, và bạc muốn điều trị thì điều trị. Nhưng mà nếu bạc vẫn lưỡng lự thì chúng ta còn cái gì nữa? Chúng ta còn cái chỉ số canxi mạch vành nha. Thì anh nhắc lại cái slide này chút xíu. Chúng ta sẽ có nếu mà ASCVD từ 15 cho tới 7.5 cho tới 19.9% ở những bệnh nhân không bị đái tháo đường, LDL từ 70 cho tới 190, các em dùng cái risk enhancer để thảo luận với bệnh nhân. Bệnh nhân quyết định không điều trị thì không điều trị, bệnh nhân quyết định điều trị thì điều trị, bệnh nhân lưỡng lự thì anh dùng cả chỉ số canxi mạch vành, nếu mà bằng không thì không điều trị, từ 1.99 thì cân nhắc điều trị statin cường độ trung bình, nếu trên 100 thì khuyến cáo sử dụng statin cường độ trung bình nha. Chúng ta tiếp tục về bạc A. Sau khi thảo luận về lợi ích và tác hại của liệu pháp statin, bạc vẫn chưa biết là mình có nên sử dụng statin hay không. Em cho xét nghiệm hsCRP, lipoprotein A nhỏ, ApoB, tất cả đều nằm trong giới hạn bình thường. Bạc không có tiền sử bản thân hay gia đình gì đặc biệt. Em dặn bạc bỏ thuốc lá thì bạc nói là bạc chưa sẵn sàng, nhưng mà bạc sẽ cân nhắc trong tương lai. Em quyết định làm chỉ số canxi mạch vành cho bạc, đo được là 120 với hình ảnh canxi hóa ở động mạch liên thất trước. Bước tiếp theo em sẽ làm gì? Như vậy bạn có cái chỉ số canxi mạch vành trên 100, thì trong trường hợp này các em sẽ chỉ định cho bạn cả statin cường độ trung bình nha. Trong trường hợp này thì anh lại ví dụ là atorvastatin 20 mg ngày 60 ngày một viên vào buổi tối. Em có thể chia kê cho bạn 2 tháng nhưng mà dặn bạn tái khám 6 tuần nha. Thường thì anh kê nhiều thuốc hơn chút xíu để cho bệnh nhân họ đủ thời gian, ví dụ như họ bận việc sau 6 tuần thì họ có thể có thêm 1 đến 2 tuần nữa để họ còn thuốc để họ uống. Rằng là bạn quay lại thì kết quả xét nghiệm lipid máu của bạn như sau. Bạn không tuân thủ điều trị, nhưng bạn nói bạn tuân thủ điều trị và bạn không có bỏ lỡ liều thuốc nào cả. Bạn không có bị tác dụng phụ của thuốc nhé. Cái đó nên nói là bạn không có bị tác dụng phụ của thuốc. Em sẽ làm gì tiếp theo? Anh cho các em hai đáp án, đó là atorvastatin 20 hay là tăng liều lên atorvastatin 40. Hiện là bạn đang uống atorvastatin 20. Như vậy bạn uống một cái statin cường độ trung bình mà bạn chỉ giảm được cái LDL là từ 150 cho tới 120 thôi. Thì bạn nói với các em là bạn tuân thủ điều trị, nhưng mà cái giá trị này cho thấy khả năng là bạn không có tuân thủ điều trị. Tại vì với cái liều statin như thế này thì ít nhất là nó cũng phải giảm được từ 30 cho tới 50%. Nhưng mà ở đây anh thấy nó giảm được khoảng chừng 20%. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, hai điều mà các em cần nhớ trong cái trường hợp điều trị của bạc A đó là, thứ nhất, chúng ta không cần phải tăng liều lên statin cường độ cao nha. Như anh đã nói, trong trường hợp này mình sẽ thử sử dụng chiến lược đó là prescribe it and leave it alone nha, chỉ định statin cường độ trung bình và không cần làm gì thêm nữa hết. Những cái lý do mà anh đã thảo luận trong video trước nha, gồm có là những cái nghiên cứu trong cái nhóm đối tượng này chủ yếu là trên cái statin cường độ trung bình và thấp, và việc cái làm giảm cái biến cố các cái bệnh lý tim mạch là nó độc lập so với LDL.
Và chúng ta không cần phải dùng những cái thuốc không phải statin cho bạn A, trừ trường hợp mà bạn A họ bạn bị dị ứng về statin hoặc là bạn bị tác dụng phụ của statin. Cho nên các em không có dùng ezetimibe hoặc là PCSK9 cho bạn A. Vậy các em sẽ hỏi anh là vậy anh cho bạn A tái khám làm gì, tại sao anh không có cho luôn thuốc một năm luôn cho bạn khỏi phải tái khám nhé. Thì anh chỉ muốn đảm bảo với bạn là bạn à, tuân thủ điều trị, cho nên anh dẫn bạn quay lại tái khám sau 6 tuần để mà gọi là để mà nói chuyện thêm, để mà củng cố thêm là bạn phải tuân thủ điều trị mà thôi, em hiểu không? Tại vì ví dụ như bạn quay lại như thế này với cái liều với cái LDL như thế này, anh thấy nó giảm được chừng khoảng 20% thì anh biết chắc chắn là bạn không có tuân thủ điều trị rồi, cho nên dù bạn còn nói đi gì đi chăng nữa thì anh cũng có trong đầu một cái quan niệm đó là bạn không có tuân thủ điều trị, và anh sẽ cố gắng để mà thuyết phục bạn và tuân thủ điều trị. Các em hiểu vấn đề chứ? Chúng ta có tiếp tục tục với cái tình huống tiếp theo là bạn A 50 tuổi nam giới đến khám với em lần đầu, tiền sử viêm cấp dạng thấp đang điều trị với methotrexate, bà có hút thuốc ngay một gói trong vòng 20 năm, huyết áp 130/80, hiện là bạn không uống thuốc gì khác cả ngoài methotrexate, xét nghiệm lipid máu như sau, em sẽ làm gì cho bạn A? Rồi có kết quả lipid máu như thế này. Thì nếu mà các em để ý thì anh lấy cái tình huống này chính là y chang như cái tình huống trước, cho nên anh không có tính cái ASCVD score cho bệnh nhân này nữa, nó là 9.2%. Nhưng mà điểm khác biệt là trong trường hợp này anh chỉ có thay đổi một cái yếu tố nhỏ thôi, đó là anh để cái tiền sử viêm khớp dạng thấp đang điều trị về methotrexate. Thì những cái bệnh lý về viêm, nhất là viêm khớp dạng thấp, vẩy nến hoặc là lupus ban đỏ hệ thống hoặc là HIV thì nó được xem như là một cái yếu tố làm tăng nguy cơ nha. Thì trong trường hợp này, thông thường thì em sẽ thảo luận cho bệnh nhân điều trị statin cường độ trung bình, và em sẽ nói với họ là bệnh nhân có xu hướng là sẽ có tăng cái nguy cơ bệnh lý tim mạch, cho nên em khuyên là điều trị, nhưng nếu bệnh nhân không muốn điều trị thì thôi. Và chúng ta cũng sẽ sử dụng chiến lược đó là prescribe it and leave it alone, có nghĩa là đã kê đơn rồi thì không cần làm gì nữa hết, chỉ cần đánh giá là bệnh nhân tuân thủ điều trị mà thôi nha. Chúng ta tiếp tục, bạn A 60 tuổi nam giới đến khám với em lần đầu, tiền sử tăng huyết áp hút thuốc lá một gói trong vòng 20 năm, hiện đang dùng amlodipine 10mg một ngày, huyết áp là 150/80, em cho bạn A làm xét nghiệm lipid máu giá trị thu được như sau, em sẽ làm gì cho bạn A? Thì dĩ nhiên trong trường hợp này, chúng ta sẽ phải tính chỉ số ASCVD score cho bạn A. Chúng ta sẽ quay lại ở đây bạn A. À, 60 tuổi. Bạn không có bị đái tháo đường nhưng bạn có hút thuốc lá. Cholesterol là 190. 40. Huyết áp của bạn là 150. Bạn có đang điều trị tăng huyết áp không? Có. Như vậy chúng ta có chỉ số ASCVD của bạn A là 22.7%. Tức là trong vòng 10 năm tới, nguy cơ bệnh lý tim và mạch máu do sơ vữa của bạn lên tới là gần 23%. Thì đây là một con số rất là cao. Trên 20% thì mình gọi là cao. Thì em còn nhớ chỉ định trong trường hợp này không? Thì nhớ là chúng ta muốn là người ta muốn là chúng ta sẽ chỉ định điều trị tích cực cho bệnh nhân này. Chúng ta mong muốn là đưa cái LDL xuống ít nhất là 50%. Nhưng mà anh nói cái con số dễ nhớ là các em cứ nhớ là đưa xuống dưới 100mg/dL. Nha, cho là dễ nhớ, tức là khoảng 2.6mmol/L. Người ta có khuyến cáo em dùng statin nào không? Nhưng mà để làm giảm cái statin để làm giảm cái LDL trên 50% thì thường là các em sẽ phải dùng cường độ cao. Cho nên trong trường hợp này, nếu mà em muốn khởi đầu bằng cái cường độ trung bình hay cao đều được, cho nên nó không có quan trọng gì cả. Nếu em mà khởi đầu bằng cái cường độ trung bình mà em cho bệnh nhân tái khám sau 6 tuần mà LDL nó vẫn chưa giảm xuống cái con số mà em mong muốn,
thì các em sẽ tăng cái LDL lên cường độ cao nha. Hoặc là nếu mà em đã dùng cái cường độ cao rồi mà tái khám mà bệnh nhân vẫn không có đạt được cái chỉ số LDL như em mong muốn thì em có thể kết hợp thêm ezetimibe nha. Thì như anh nói trong video trước thì về mặt lý thuyết có thể kết hợp thêm PCSK9 trong trường hợp này, nhưng mà hiếm khi nào mình dùng cái PCSK9 trong dự phòng tiến phát, các em hiểu vấn đề chưa? Cho nên trong trường hợp này chúng ta sẽ có là chúng ta kê đơn là atorvastatin 20mg, tức là liều trung bình, kê 60 viên nhưng mà tái khám sau 6 tuần. Nếu như mà khởi đầu với atorvastatin 20 thì có thể tăng lên 40 nếu mà chưa đạt được cái LDL mục tiêu. Tái khám sau 6 tuần, LDL mục tiêu là phải giảm trên 50% so với giá trị ban đầu hoặc là dưới 100mg/dL. Bổ sung ezetimibe nếu như mà LDL chưa đạt mục tiêu khi mà sử dụng cái liều tối đa của atorvastatin nha. Chúng ta tiếp với tình huống bác A cũng 50 tuổi, nam giới, đến khám với em lần đầu, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, đang uống metformin 1000mg ngày 2 lần, amlodipine 10mg. Hai huyết áp là 150-80, xét nghiệm lipid máu như sau. Bệnh nhân không hút thuốc lá nha, đợi cả là không có hút thuốc. Cho nên em tổng thể thì anh đoán là ông này, bác này ASCVD score nó sẽ không có quá 20% nếu mà không có hút thuốc lá. Em làm gì tiếp theo cho bác A? Có 3 đáp án: atorvastatin 20, atorvastatin 40, thay đổi lối sống, không chỉ định thuốc. Thì huyết áp thì giá trị của lipid máu của bác A như sau. Thì trong trường hợp này cái điểm quan trọng nhất đập vào mắt em là gì? Ngoài tuổi, đái tháo đường nhá. Thì con nhớ đái tháo đường không? Thì trong trường hợp này nếu mà em muốn giống y chang như chị Đình em nói, em không cần làm gì hết, em bệnh ấy là CVD score gì cho mệt, em cho bệnh nhân sử dụng statin cường độ trung bình thì chẳng có gì sai hết nha. Nhưng mà nếu mà các em muốn giống như cái cách tiếp cận của anh thì thường anh sẽ làm đó là anh sẽ tính cái chỉ số ASCVD score. Nếu mà trên 20% thì anh xem nó là cao thì anh sẽ cho bệnh nhân khởi đầu bằng cái cường độ trung bình hoặc cao. Tại khám sau 6 tuần, nếu mà khởi đầu bằng liều trung bình mà cường độ trung bình mà LDL nó vẫn trên 100mg/dL thì anh tăng lên cường độ cao, sau đó bổ sung ezetimibe nếu như mà nó vẫn không có đạt mục tiêu. Sau đó bổ sung PCSK9 nhưng mà thường mình không cần. Và nếu mà ASCVD dưới 20% thì em sẽ cho bệnh nhân sử dụng cường độ trung bình và prescribe it and leave it alone. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ thử tính cái chỉ số ASCVD score của bác này có thể bao nhiêu. 50 tuổi, giới nam, có đái đường, không hút thuốc. À, 190, 40, 150. Có điều trị tăng huyết áp không? Có. Như vậy cái chỉ số của bác này là 11.8. Tức là dưới 20% nha. Thì trong trường hợp này các em sẽ cho bệnh nhân sử dụng liều trung bình nha. Thì cái đơn thuốc của bác sẽ là atorvastatin 20mg. Và trong trường hợp này, có cần phải tăng lên liều cao không? Không cần, và chúng ta cũng không cần phải cho bác dùng cả cái statin như là ezetimibe hoặc là PCSK9. Yeah. Cho nên đáp án đúng trường hợp này là đáp án A, yeah, atorvastatin 20mg. Và chúng ta có cái tình huống cuối cùng là cái tình huống cũng y chang như là cái tình huống ở trên, nhưng mà anh thay cái tình huống đó thành là từ không hút thuốc lá thành hút thuốc lá ngay một gói trong vòng 20 năm. Thì chúng ta tính chỉ số ASCVD score trong trường hợp này, anh sẽ chuyển không hút thuốc thành hút thuốc, nguy cơ nó sẽ tăng lên cao hơn gấp đôi nha. Các em ghi nhớ như vậy. Như vậy thì cái nguy cơ trong cái trường hợp này là trên 20% nha. Bây giờ em thấy nó lên tới 24.6%. Cho nên lúc nào cũng phải khuyên bệnh nhân là bỏ hút thuốc. Các em hiểu vấn đề không? Nha, bỏ hút thuốc còn hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với statin. Thì trong trường hợp này chúng ta có một cái bệnh nhân bị ASCVD trên 20%. Thì trong trường hợp này em có thể khởi đầu bằng liều statin cường độ trung bình hoặc cao tùy em.
nhưng mà mình sẽ kiểm soát cái LDL chặt hơn một chút xíu. Chúng ta sẽ đưa nó xuống dưới 100 mg trên decilit hoặc là dưới 50% so với giá trị ban đầu. Cho nên nếu mà lấy cái đáp án ở phía trên thì đáp án A và đáp án B đều đúng. Nhưng mà nếu mà LDL nó chưa đạt mục tiêu thì trong trường hợp này chúng ta có chỉ định là tăng statin lên tương độ cao rồi có thể bổ sung cái ezetimibe. Hiếm lắm thì bổ sung PCSK9 nhưng mà thường là không. Thì anh hy vọng cái video này nó không còn làm cho các em tỏ hỏa nhập ma. Nói chung thì điều trị lipid máu anh thấy nó khó hơn rất là nhiều so với điều trị tăng huyết áp. Có rất ít thuốc nhưng mà cái chỉ định điều trị của nó khó khăn vô cùng nha. Thì chúng ta sẽ kết thúc video này ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục video số 4 và chúng ta sẽ nói về tác dụng phụ của statin.